Giờ chứng minh AI vuông với mặt đáy đúng không? Mình biết rằng gì? SA đã vuông với mặt đáy chưa? Rồi đúng không? Đây là giả thuyết cho nè. Bây giờ bạn chỉ cần chứng minh cái đoạn này với cái đoạn này như thế nào? Song song AI song song với SA. Đây là lập luận trước. Rồi ta xét. Bắt đầu nói sơ nè, Y là gì của SA? Thấy ký hiệu chà bá đi không mà ngồi đấy im ru vậy? Ê, trung điểm. Tiếp, O là gì của AC? Trung điểm. Vậy suy ra trung điểm suy ra đường gì? Giao tuyến. Đường gì? Trung điểm suy ra đường gì? Trung bình. Dạ, xét tam giác SAC là có. Thứ nhất, Y là gì? Y là trung điểm của SC. Giả thuyết. Tiếp, O là gì? O là trung điểm của AC. Giả thuyết. Từ đó suy ra OI là đường gì? Trung bình. Đường trung bình. Đường trung bình là của tam giác nha anh trai. Đường trung bình của tam giác nào nhỉ? Đây nè, SA. SAC. SAC này không? Đó, của tam giác SAC. Suy ra trung bình, nhớ đường trung bình là song song và bằng 1/2 cái đoạn đối diện. Vậy OI sẽ song song với lại SA. Có cần bằng 1/2 không? Không cần. SA. SA không? Rồi á, mà SA như thế nào? Vuông góc với mặt. Lý do giả thuyết suy ra OI cũng vuông góc với ABC. Để hiểu không?